tổng thái các cụ đem chặt xong rồi nó mua các cô có thể hạt vui quá rồi đấy. Xin trân trọng cảm ơn những báo cáo tóm tắt của chính chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh. Kính thưa các chủ tịch nước. Giúp nhau giảm nghèo bền vững theo các tiêu chí mà của tỉnh đã xác định. Và đặc biệt là trong phong trào đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14 gắn với việc thực cựu chiến binh đã đánh trận bình minh lịch sử. Trong phong trào thi đua gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh tham gia giúp nhau làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp và chính đáng. Đó. Nhưng mà đặc biệt nhất mà tôi cảm động nhất, tôi giao cho cũng như các đó là chiến công trói lại chống tham gia của dân tộc mà người ta so sánh Điện Biên Phủ. Thank you.